Tuy là món ăn châu Á, thực chất đồ ăn Thái Lan pha trộn ẩm thực phương Đông và phương Tây, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa các vị ngọt, chua, đắng, mặn và cay. Trong đó thì vị cay luôn nổi trội và được xem đặc trưng ẩm thực của xứ chùa vàng. Vậy thì bạn có biết tại sao người Thái thích ăn cay đến như vậy không? Bí quyết để cay xè cả lưỡi mà họ vẫn không sợ nóng là gì? Và cuối cùng, món ăn Thái có thật sự hấp dẫn như chúng ta vẫn tưởng? Hãy cùng Taka khám phá ngay và luôn trong video ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, trước khi bắt đầu xin anh em hãy nhấn vào cái nút like nho nhỏ xinh xinh ngay phía bên dưới và đừng quên đăng ký Taka Channel ngay nhé. Vì sao mà người Thái Lan chuộng ăn cay dù thời tiết vô cùng nóng? Một lý do rất là thú vị, vị cay làm xua tan cái nóng. Nghe thì có vẻ ảo ma Nobita thật đấy, nhưng mà các bạn không nghe nhầm một chút nào. Ăn cay mà lại xua tan được cái nóng, nghe vô lý nhưng điều đó hoàn toàn có cơ sở cả đấy các bạn ạ. Tuy là món châu Á, thì chất đồ ăn Thái Lan pha trộn ẩm thực phương Đông và Tây, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa các vị ngọt, chua, đắng, mặn và cay. Thái Lan thì vốn nổi tiếng là đất nước có những món ăn cay đến tóe cả khói, nên người dân ở đây đã coi đồ cay như một món không thể nào thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Một trong những nguyên nhân chính khiến người Thái thích dùng gia vị cay bởi vì chúng có thể giúp thực phẩm tươi ngon lâu giữa thời tiết nóng, ẩm của khu vực nhiệt đới. Đây cũng là lý do các nước gần đường xích đạo thường chuộng những món cay. Không ít người nghĩ rằng chỉ người vùng lạnh mới cần ăn cay cho ấm. Thế nhưng sự thật là thức ăn cay giúp máu lưu thông tốt hơn, làm giãn bao mạch trên da, giúp chúng ta tiết mồ hôi rồi từ đó xua tan cái nóng. Đây cũng là nguyên nhân món ăn có nguồn gốc ở các nước cận xích đạo đều cay, như là Đô Thái, Mexico hay là Ấn Độ. Bởi ăn cay khiến người ta cảm thấy tốt hơn. Ta ca nói vậy mà anh em chưa tin, thì hè này thử đi ăn lẩu Thái mà xem. Các bạn sẽ vừa ăn vừa toát mồ hôi hột, từ đó mồ hôi sẽ khiến các bạn trở nên mát hơn. Điều hòa tự nhiên gắn liền cơ thể là đây chứ đâu. Gia vị cay để bảo quản thực phẩm. Nếu không tủ lạnh thì thịt cá rất mau bị ôi thiêu, bốc mùi. Chính vì vậy mà gia vị được người dân Thái Lan ưa chuộng, sử dụng làm chất bảo quản tự nhiên nhằm ngăn chặn thực phẩm bị hỏng, đồng thời giúp giảm mùi hôi, giữ thức ăn tươi lâu hơn. Nhiều người hỏi tại sao không cho đồ ăn vào tủ lạnh. Ta cả thấy đây là thói quen lâu đời, có từ xa xưa của người Thái rồi. Giờ đây có lẽ bảo quản thực phẩm bằng cách ướp gia vị cay đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc biệt của người dân xứ sở chùa vàng. Không ăn được cay thì bị coi như không phải một người Thái chính gốc. Đối với người dân ở xứ này, nếu mà không ăn được cay sẽ không được nhìn nhận là một người Thái Lan chính gốc. Họ cho rằng vị chua, cay, mặn ngọt sẽ mang lại cho mắt mũi miệng sự tinh nhanh sắc sảo. Nhưng mà không chỉ dừng lại yếu tố văn hóa, thói quen ăn uống, ở xuất hiện nhiều trong món ăn Thái Lan còn vì lý do có lợi sức khỏe như nói ở trên nữa. Để tạo nên vị cay đặc trưng, người Thái phải thường xuyên sử dụng các loại ớt và bột ớt để tạo nên món ăn đượm nồng hương vị. Bên cạnh đó, người Thái sử dụng nhiều loại gia vị, thảo mộc tạo vị cay, gây cảm giác châm chích ở trong miệng. Phổ biến nhất là ớt, gừng, tỏi và tiêu. Ớt chứa chất capsaicin gây cảm giác nóng, cay dữ dội trên lưỡi. Vị cay của gừng là do chất guanidin. Khi cắt hoặc cắn tỏi sẽ sinh ra allicin. Gừng và tỏi tạo ra cảm giác bỏng rát trong xoang, đặc biệt là khi ăn sống. Hạt tiêu đen chứa một hợp chất hóa học gọi là piperin, gây cảm giác cay, buốt trên lưỡi và trong mũi. Vì thế những loại gia vị này kết hợp gây ra cảm giác đầy đau đớn. Tuy nhiên cảm giác đau trên lưỡi khiến não tiết ra endorphin và dopamine, những chất giúp giảm đau và mang lại một cảm giác đầy sảng khoái. Do vậy những người nghiện ăn cay sẽ cảm thấy món ăn kém hấp dẫn nếu mà thiếu ớt hay tiêu. Độ cay của món Thái đa dạng, thay đổi theo vùng miền, phân chia rõ rệt thành món miền Nam, Bắc, Đông Bắc và Trung. Các món ăn khu vực Bắc Thái Lan có vị cay nhẹ do ảnh hưởng của Trung Quốc và Myanmar. Càng xuống phía Nam độ cay càng tăng. Ẩm thực phía Tây Nam vừa cay vừa nhiều nước cốt dừa, vị béo đậm hơn những vùng khác, có nét tương đồng với món ăn của người Indonesia và Malaysia. Các bạn cũng đừng quá lo lắng nếu không ăn được cay mà muốn lấy chồng người Thái nhá. Bạn không ăn được cay cũng không sao, vì suy cho cùng bạn cũng không phải là người Thái Lan chính gốc đâu mà, và sẽ không ai chê cười đâu. Yếu tố cải thiện sức khỏe. Các bạn thường nghĩ là ăn cay nhiều sẽ bị loét dạ dày, nổi mụn các kiểu. Nhưng mà nếu biết ăn cay đúng kiểu người Thái thì sức khỏe các bạn sẽ được cải thiện không ngờ đấy. Vậy thì bằng cách nào mà ăn cay lại tốt cho sức khỏe được? Lý giải nguyên nhân vì sao mỗi lần nhìn hình ảnh hoặc video clip về món Thái, chúng ta cứ phải chép miệng thèm thuồng,
chính là vì não ta đã quen với việc tăng tiết dịch vị, giúp tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon miệng hơn. Khi ăn ớt, vị cay kích thích thần kinh vị giác để được truyền lên não bộ. Não bộ phản ứng bằng cách tăng nhịp tim, giãn mạch cục bộ, tăng tiết nước bọt, hắt hơi. Người nghiện ớt đã quen với cảm giác này, bữa ăn thiếu ớt thì sẽ mất ngon. Ngoài ra, quả ớt còn chứa chất capsaicin có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây loét dạ dày, ngăn chặn việc tạo ra axit chua, tăng lượng máu chảy vào niêm mạc dạ dày, giúp ngừa tình trạng loét hoặc làm lành những vết loét. Tuy nhiên là những người hay ợ chua thì không nên dùng ớt, vì điều này có thể làm bệnh thêm nghiêm trọng. Không chỉ có ớt làm vị cay cho món ăn, người Thái còn sử dụng nhiều gia vị cay khác để tạo hương vị cho món ăn của mình. Gừng là một phương thuốc đông y, thường được dùng để trị chứng đau bụng, buồn nôn hay say tàu xe. Nó hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và tác dụng chống oxy hóa. Người Thái sẽ thường cắt hạt lựu hay nghiền nát gừng, vắt lấy nước cốt. Gừng thái mỏng, ngâm với đường làm trà thảo mộc. Tác dụng giảm cân. Thật không ngờ đúng không nào? Chắc hẳn nhiều bạn ở đây sẽ rất bất ngờ với thông tin này. Cơ chế hoạt động của đồ ăn cay dẫn đến giảm cân, giảm mỡ trong cơ thể như thế nào? Taka thì chưa thử giảm cân bằng ớt bao giờ, nhưng mình sưu tập được thông tin về cách đồ ăn cay giảm cân cho các bạn đây. Cụ thể, thành phần cay của ớt tạo khả năng sinh nhiệt rất là lớn, có tác dụng lan tỏa và đốt cháy các chất béo, đốt cháy nhiều calo hơn ngay sau bữa ăn. Ngoài ra, chất này còn giúp làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể, tạo cảm giác no, từ đó giúp giảm cân rất là tốt. Khi cơ thể hấp thu chất cay từ ớt, não sẽ tăng cường hoạt động, thúc đẩy sự truyền tải của hệ thần kinh, làm cho thận tiết ra dịch thể. Khi thận tiết ra dịch thể sẽ đốt cháy chất béo, vì vậy có tác dụng giảm béo. Tác dụng giảm đau. Như là một chất gây nghiện vậy, vị cay trong ớt còn khiến ta cảm thấy tê tê phê phê. Đó chính là tác dụng của chất capsaicin dồi dào trong ớt, kích thích não bộ sản xuất ra chất endorphin, một morphine nội sinh có tác dụng giảm đau, đặc biệt cho những người bị viêm khớp mãn tính và ung thư. Ngoài ra, để giảm cảm giác đau nóng của ớt, não bộ tiết ra một chất giảm đau là endorphin. Với nồng độ cao, chất này gây cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Đó lý do vì sao ai đã một lần dùng và thích các món Thái sẽ rất dễ bị nghiện với loại đồ ăn đầy tính kích thích này. Cuối cùng thì đó chính là những cân nhắc khi sử dụng ớt. Fan của ớt tuy biết được thêm nhiều công dụng tuyệt vời của loại thực phẩm này, nhưng mà cũng không nên sử dụng quá đà nha. Tuy ớt có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà nếu ăn nhiều ớt quá thì lại có hại. Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều ớt và kéo dài có thể gây ra ung thư dạ dày. Quan trọng hơn, khi bữa ăn cần sử dụng bột ớt đỏ, chúng ta cũng phải hết sức là cẩn trọng. Loại ớt này nếu bị nhuộm màu có thể chứa suran, là chất gây ung thư vô cùng nguy hiểm. Hãy hết sức là cẩn thận nha. Và video này đến đây thì lại kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và nhớ subscribe Taka ngay lập tức. Xin chân thành cảm ơn anh em, và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của mình.